Lát tay chữ V vàng quyền khói AU750 đến kim cương là một tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao với phong cách thiết kế tinh tế và đẳng cấp. Với thiết kế cá nhân hóa hình chữ V mang chữ cái của một vị khách hàng, sản phẩm này là minh chứng cho phong cách đẳng cấp thời thượng của giới nhà giàu. Lát tay chữ V được chế tác từ vàng quyền khói AU750 theo chuẩn Thụy Sĩ, với độ bền vượt trội và sắc hồng vàng óng ánh khiến ai cũng phải mê đắm. Ngoài ra, hình chữ V còn là biểu tượng của sự chiến thắng và thành công. Với thiết kế vừa tinh tế lại mềm mại, là bản thiết kế trang sức hoàn mỹ tôn lên vẻ đẹp thanh lịch, quý phái, tao nhã cho các quý cô. Những viên kim cương lấp lánh được đính kết một cách khéo léo trên bề mặt lắc tay, tạo nên hiệu ứng ánh sáng tuyệt đẹp. Kim cương không chỉ tô điểm thêm vẻ đẹp của lắc tay, mà còn mang lại giá trị tài sản vĩnh cửu. Mỗi viên kim cương được chọn lọc kỹ lưỡng, đảm bảo độ trong suốt và khả năng phản chiếu ánh sáng tối đa, làm cho chiếc lắc tay trở nên lộng lẫy và thu hút mọi ánh nhìn. Đây là món quà hoàn hảo dành tặng cho người vợ, người mình yêu thương nhân dịp đặc biệt. Kỳ lân luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.